Rồi, sẵn sàng. Giả thiết các biểu thức có nghĩa. Giả sử như chúng ta có căn của A nhân với B, có nghĩa là cả A và B đều ở trong căn. Được chưa? Thì nếu mà cả tất cả các A lớn hơn hoặc bằng 0 này, B cũng lớn hơn hoặc bằng 0 này, thì sẽ có thể tách thành căn A nhân với căn B. Đó, như thế này, tức là chúng ta đang có một cái căn tách thành hai cái căn. Và ngược lại, nếu chúng ta có căn A nhân căn B, căn A nhân căn B, thì sẽ ghép lại thành một căn thôi, tức là bằng căn của A nhân B. Đấy, với giả thiết là tất cả các biểu thức đều có nghĩa nhé. Tất cả các biểu thức đều có nghĩa. Còn khi nào thì có nghĩa, tức là chúng ta phải biết là tìm điều kiện xác định nhé. Thầy đã dạy em là tìm điều kiện xác định rồi. Ok chưa? Vậy giả sử tất cả những thứ chúng ta viết ra đều là xác định, hay còn gọi là đều là có nghĩa, thì tách và gộp căn được hiểu như thế. Đây là tách và gộp với phép nhân. Tách và gộp phép chia tương tự nhé. Ví dụ chúng ta có căn A mà đem chia cho căn B. Đó, đang hai cái căn đúng không? Mình chả thích nhá. Mình chả thích, mình sẽ viết thành căn của A chia gì? A chia B. Hoặc nếu chúng ta đang có căn của A chia B với điều kiện là A lớn hơn hoặc bằng 0 này, còn B dương nhá. Đấy, tất nhiên là phải nhắc lại điều kiện xác định thôi. Thì chúng ta lại viết thành hai căn là bằng căn A chia căn chỉ cần B. Mình thích thì mình viết thế thôi. Được chưa? Ok. Chú ý này. Chú ý khi giải toán nhé. Chú ý khi giải toán này. Là căn A mà đem nhân với căn A. Nào, em nào biết thì bằng gì nào? Căn A mà đem nhân với căn A thì bằng gì? Nào. Căn A nhân A. Đáp số luôn đi. Nào. Dung nào. Thì dung nào. Căn A nhân căn A thì bằng gì? Nào. Bằng gì nào? Nhìn thấy comment rồi, như đọc ra nào? Bằng A. Đúng rồi, bằng A luôn. Tất nhiên là với đề bài này thì bắt buộc A phải lớn hơn bằng 0 rồi thì nó mới xác định được, đúng không? Đấy, căn A mà đem nhân với căn A thì nó sẽ bằng A thôi. Ok chưa? Đấy, với điều kiện xác định là đấy, vẫn phải luôn luôn nhớ là các biểu thức này là phải xác định nhá. Còn điều kiện xác định là học ở bài trước rồi, cho nên bây giờ chúng ta không ghép cái điều kiện vào đây nữa thì nó dối. Trong sách họ hay viết là cứ với điều kiện này với điều kiện kia thì mới có công thức, học thế dối lắm nhá. Cái bài điều kiện xác định mình học riêng rồi. Ok. Nào bây giờ bắt đầu làm bài tập nào. Bắt đầu làm bài tập. Đấy, lý thuyết nó chỉ có gần đấy thôi. Ok. Nào bài tập A này. Đây có cái gì là đỏ trên màn hình thôi. À. Ghép cột đình cái gì. À đang quay phim lại xong thì để thầy up lên nhớ bạn nào vào sau hoặc là không nghỉ học ấy thì cho bạn này xem lại mà. Nhá. Đây, làm con này. Được chưa? Nào. Làm con này làm như nào em ơi? Con toán này làm như nào? Là từ thầy em viết nốt. Thầy sẽ gửi vào trong nhóm chat cho các em nhé. Cái này up nội bộ thôi mà, phục vụ nội bộ nhà mình thôi. Rồi, em nào xung phong làm bài này hay để thầy làm mẫu bài một lần nhá. Thầy làm mẫu một lần nhá. Đây, trước hết có một cách đơn giản, cực kỳ đơn giản để giải quyết vụ này. Chắc là các em đoán ra rồi. Vụ đơn giản ơi là đơn giản luôn. Theo em là giải quyết như nào? Nào đoán đi. Nào nhìn thấy gì đây chưa? Đoán ra chưa? Ui giời, tách cái gì? Nhá, rút máy tính ra mà bấm. Nào, rút máy tính ra mà bấm này. Bấm này, căn này. 0,04 nhân này 25 bằng này. Úi giời ơi, đáp số bằng 1 đâu ạ? Đáp số bằng 1. Như vậy là cách thứ nhất là ta bấm máy ngay. Bấm ngay. Thì được đáp số là A bằng 1. Được chưa? Ơi nhưng mà thầy ơi, thế nên bấm thì làm gì mà ai cho điểm nhá? Bấm thì ai cho điểm? Ai người ta cho điểm bấm máy đâu? Ừ nhỉ. Đấy, thế nên suy cho cùng em nào bảo là em tính toán kém lắm, đáp số kém lắm thì trời ơi thì bấm máy mà mình tính gì đâu. Làm gì ai cho điểm bấm máy như này? Được không được rồi, xóa xóa đi. Xóa đi làm ăn này không được rồi nhá. Làm ăn này không được. Rồi, không được, không được, không được. Biết A bằng 1 rồi. Thế bây giờ phải trình bày. Có em nào muốn trình bày không? Em nào muốn thử sức trình bày không? Ai xung phong trình bày nào? Máy tính chứ đúng không? Rồi cất máy đi. Đấy, cất máy nhá. Nào. Em nào trình bày nào? Thầy làm mẫu nhá.
Chưa thấy ai xung phong, thầy làm mẫu để từ bài sau các em làm nhé. Ôi, sao mic của ai lại ồn thế? Mic của bạn nào đấy? Để thầy tập trung, thầy giảng cái. Dạ. Dạ nào. Rồi, nào, ok nhá. Thầy sẽ tách cái căn này thành hai cái căn. Tách thành căn của 0,04. Sau đó lại đem nhân với căn của 25. Đó, tách một căn thành hai căn. Mà căn của 0,04. Rồi, thì cái này tính được mà. Thì bằng 0, mấy nhỉ? 0,2. Tiếp. Mà căn của 25. Căn của 25 bằng mấy nhỉ? Đấy, bạn Huy Hoàn bạn biết rồi nhá. Căn của 0,04. Đấy, ok, bằng 5. Ok, 0,2 nhân 5 thì bằng... bằng mấy nhỉ? Bằng 1 thôi nhá. 0,2 đem nhân với 5 thì bằng 1. Đấy, nó đơn giản thế thôi, có gì đâu. Được chưa? Đấy. Bấm máy phát là biết đáp số. Nhưng mà trình bày thì mình trình bày như thế, tách một căn thành hai căn. Đấy, bỏ cái này đi. Rồi, bây giờ làm con B nhá. Con B. Đấy, phóng to lên cho các em nhìn rõ con B này. Đấy, nhìn rõ con B chưa? Nhìn rõ chưa? Rồi, úi dồi ôi, quả này cứ đầy người giơ tay rồi. Tức là em nhiệm vụ của em là tính cái con B này. Được không? Đấy, để cho cái dòng này xuống dòng cho nó xa xa tí để làm nhé. Đấy, rộng rãi. Ok. Nào, xem những ai giơ tay đây. Bấm máy thì biết rồi nhá. Bỏ qua bước bấm máy được không? Xin mời bạn 37 nào, bạn Ngọc. Mời bạn số 37, bạn Ngọc. Nào, số 37. Thế em làm xong nhưng mà em vẫn không có mic. Trời ơi, tiếc không? Vẫn không có mic. Không có mic thì làm ăn gì? Nào, xin mời bạn 16, Quốc Dũng. Nào, 16. Em đưa thầy B bằng căn. Em đưa thầy B bằng căn 7,28 bằng căn 7 nhân căn 28. B bằng căn 7 nhân căn 28. Rồi. Tiếp. Bằng bằng căn 7. Căn 7, 7 ơi thầy em nhầm. À, tiếp tục đi. Nhân 5,2. Ôi, hỏng rồi. Để thầy làm tiếp cách của bạn Dũng này nhá. Cách này không phải là dở đâu, cách này làm được của nó đấy nhá. Ok. 28 thầy lại tách ra thành 7 nhân 4, được không? Ok chưa? B bằng nào, căn 7 nhân căn 7 thì thành gì nhỉ? Căn 7 nhân căn 7 thì bằng bao nhiêu? Thì bằng 7. Tiếp, căn 4 thì bằng bao nhiêu nhỉ? Căn 4 thì bằng mấy ạ? 2. Và đáp số bằng 10 mấy nhỉ? 14. Đấy. Đấy, đây cũng là một cách, được chưa? Như vậy ta sẽ tách 28 ra thành 7 nhân 4. Ok. Đó, cách giải như thế đó. Nha. Được chưa? Nào các em chép vào đi. Nào, em nào có cách làm khác nào? Tất nhiên bấm máy phát ra được ngay. Nào, em nào cách làm khác? Ai cách làm khác không? Có ai không? Trời ơi, thầy làm cách khác nhá. B bằng tách luôn từ đầu. 7 vẫn là 7 này. 28 thầy tách thành 7 nhân 4. Được không? Bằng căn của 7 nhân 7 là 7 bình phương. Tiếp, nhân với căn của 4. Bỏ dấu con nhân này đi.
Ok, căn của 7 bình phương thì bằng 7, căn của 4 thì bằng 2, kết quả bằng 10 mấy nhỉ? 14. Ok, có thể dùng máy tính kiểm tra lại nhé. Rồi, các em xong bài này. Hy vọng các em có thể làm tiếp những bài như thế ở câu C. À, câu C nào. Đây, câu C. Mời bạn Phan Việt Dũng nào. Em ơi thầy. Không dùng máy tính nhá. Không dùng máy tính hả thầy? Nếu mà dùng máy tính cũng được, nhưng dùng máy tính thì có nghĩa là trình độ nó bị hạn chế đi một tí. Sau này làm tay quen đã thì mình dùng máy. Em bấm máy thầy. Thì bấm máy, em thử diễn đạt cách bấm máy của em xem nào. Chấp nhận. Bấm như nào? Dũng bấm như nào? Không, em làm luôn thầy. Làm luôn. Em thầy bằng căn 7,2 nhân căn 2. Thôi thôi, vứt rồi. Đọc thế là không được rồi em nhé. Không bao giờ được phép bấm máy như thế. Ok. Nào, mời em khác. Bấm máy như thế không bao giờ được chấp nhận. Nào, mời em khác nào. Mời bạn Huyền đâu nhỉ? Huyền sao cách giải bài này? Huyền đâu rồi? Huyền. Dạ. Huyền làm được bài này không? Bấm máy hay giải kia đấy? Muốn làm nào phải có điểm mới được. Bấm máy mà có đáp số thôi tôi sẽ không cho điểm. Và chắc chắn rồi, người chấm khác cũng sẽ không cho điểm. Để nếu bài này rút máy tính bấm luôn người ta không cho điểm rồi. Bằng 6 căn 10 trên 5 nhân với cả... Gì mà khiếp dữ. Trời ơi. Rồi lại phải để thầy làm mẫu bài này chắc các bạn mới tỉnh ra được. Nhá. Nghe em làm mẫu này. Em làm lại đây. Em làm lại đây. Thôi em để cơ hội cho người khác bởi vì... Em chưa làm đấy. Mời Duy Dương. Em thầy là bằng căn 14,4 nhân 10 nhân 81 ạ. Trời ơi sao mà lại khôn thế chị. Được của nó đấy. Hay nha. Chú ý rằng 14,4 rất là xấu. Thì cho nó thêm 10 vào nó thành 144 thì ngon luôn nhá. Được chưa? Đây. Đừng để tỏi cái này. Phòng to cái nhìn nhằng quá. Rồi. Ok. Nhỏ như này được không em ơi? Hay là vẫn nhỏ quá này, có nhìn thấy không? Nhỏ quá này có nhìn thấy không em ơi? Có. Được chứ? Rồi. À, để thầy phải xóa bỏ cái này đã. Nhiễu quá cái này. Rồi, xóa bỏ rồi. Chuyển nó sang, chọn một bút. Tại có vừa bút của bảng lại vừa bút của Zoom nữa. Nào, chỗ này này, biến này, bằng này, căn này, 14,4 này, để im này, 810 nhá. Thì ta tách thành 10 nhân với 8 mấy? 81. Đúng không? 10 nhân với 81 thành 810. Và đây, hay ở chỗ này này, là 10 này, bây giờ nó sẽ ghép với 144, 14,4 để thành căn 144 nhân với căn của 81. Đẹp quá. Nào Duy ơi, Duy Dương ơi, căn 144 bằng gì? Bằng 12. Bằng 12. Rồi Duy Dương ơi, căn của 81 thì bằng gì? 9 ạ. Quá hay. Rồi, bây giờ kết quả 12 nhân 9 thì chắc là không cần phải dở máy tính đâu nhỉ? 9 nhân 2, 18 là viết 8 nhớ mấy nhỉ? À, nhớ 1. Rồi, 1 nhân 9 là 9. À, nhớ 1 là 10. 108. Nhớ 108. Đấy, người ta làm hay không? Hay chưa? Đó. Có nghĩa là 810 thì 810, căn của 810 xấu nhá. Căn của 810 là xấu. Nhưng mà căn của 81 thì lại gì? Lại đẹp. Đẹp như thế nào? Bởi vì nó bằng mấy em nhỉ? Bằng 9. Thế thì lấy bớt 10. Lấy bớt 10 ở 810 này. Để cho bớt 14,4 đi. Đấy, cho bớt 10 sang bên này. Tức là lấy con 10 của 810 để ghép sang bên 14,4. Tinh quái nhỉ? Được chưa?
Đấy, loại toán tách và gộp căn là như thế đấy. Xong nhá, xóa đi. Sao lại cứ mấy người bây giờ mới vào này ra nào nhỉ? Rồi, đấy các bài bên dưới cứ tương tự như thế mà làm. Còn ở đây có rất nhiều bài tập nâng cao đây, thầy sẽ gửi file cho các em nhé. Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ làm hai nốt hai con này. Đây, nốt hai con này. Đấy, nốt hai con này thôi. Đấy, còn hai bài này. Em nào muốn thử sức? Muốn làm bài nào cũng được. Sai răng rạc luôn. Bấm máy phát là ra đáp số luôn, yên tâm. Đừng có lo. Thế nhưng mà trình bày như nào đây? Nào, em nào muốn xung phong? Một trong hai bài thôi. Em nào xung phong làm một trong hai bài. Để tiện trình bày tôi sẽ đặt một bài là A. Còn bài kia là B. Để các em sẽ nói rằng A bằng hay B bằng. Nào, em nào muốn trình bày bài này? Chắc là phải gọi Hữu Kiên thôi. Hữu Kiên làm một bài nào. Thầy, em chọn bài A. Rồi, Hữu Kiên làm bài A, bài khó hơn. Nào, làm đi. Bằng căn 12. A bằng căn 12. Nhân mở ngoặc. Nhân mở ngoặc á? Nhân mở ngoặc. Quả. Vâng. 1. A đặt nguyên tử chung. Trừ căn 4. Tiếp. Trừ căn 9. Tiếp. Trừ căn 16. 16 nhân 12 bằng 192 đúng không? Chia. Chia căn 12 ạ. Chia căn 12 ạ. À, 2 căn 3 đưa thừa số vào trong dấu căn trở thành căn 12. A bằng. Bằng 1 trừ 2 trừ 3 trừ 4. Khiếp nhờ. A bằng 8. Sai. Trừ 8 trừ 8. Đúng rồi. Bạn kia làm đúng rồi. Và theo tôi thì đi thi làm như thế này là được. Nhưng mà lại theo ai đó làm như vậy là tắt. Chính vì vậy thầy cho mình sẽ làm lại cho nó chắc ăn. Nha. Làm lại nhá. Tôi giảng lại này. Căn 12 này. Thì tôi để vậy là căn 12. Căn 48 này. Căn 48. Thì tôi sẽ tách thành 12 x 4. 108. Thì tôi tách thành 12 x 9. 192. Thì tôi tách thành 12 x 16. Ok. Chia cho 2 căn 3 thì tạm thời để đây đã. Và tất cả những chỗ này đều có nhân tử chung là căn 12. Cho nên mới có chuyện căn 12 làm nhân tử chung. Đây sẽ còn 1, trừ đi căn 4, trừ đi căn 9, trừ đi căn 16, chia cho 2 căn 3 thì thực ra cứ để vậy đã được. Đây là A bằng. Được chưa? Căn 12 thì có thể tách tiếp 12 đây thành 4 x 3. Đây bên trong sẽ còn 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, chia cho 2 căn 3. Được chưa? Bằng căn của 4 thì bằng 2 nhân căn 3 nhân 1 trừ 2 trừ 3 trừ 4. Đấy, đã viết chậm, viết rất là chậm như vậy. Và chúng ta thấy 2 với 2 rút gọn, căn 3 rút gọn, còn 1 trừ 2 trừ 3 trừ 4 và bằng trừ 8. Chúc mừng Kiên nhá, Kiên làm đúng rồi. Nào, nay có mấy người giơ tay đâu? Tiếp tục đi. Nào, 3 người giơ tay đâu? Khánh Huyền, Tấn Dũng, Việt Dũng, mời Khánh Huyền nào. Khánh Huyền ý kiến gì nào? Em làm câu B. Huyền sẽ làm câu B. Xin chúc mừng nha. Chúc mừng trước về tinh thần thôi. Chúc mừng trước. Tất cả những người dám làm là được rồi. B bằng. Em 2 căn 12. 2 căn 112 sẽ bằng 8 căn 7. Có nghĩa là nếu mà làm nhanh thì thầy lại mất công viết lại thôi. Cho nên tốt nhất làm chậm đi. Là 64 nhân với 7 phải không? 4 nhân thôi chứ. 16 chứ nhỉ?
Có phải là 16 nhân 7 không? 76 x 22 nhân 4, 1 12 là tách thành 16 nhân 7. Đúng thế không Nguyễn? Dạ, đúng ạ. Bằng 1. Rồi, tiếp. Chỗ này là 5 căn 7. 5 căn 7. Chỗ này là 2 nhân với 9 nhân 7. Không biết có đồng ý Nguyễn không? Đó ạ, trừ 2. Nhân với 4 nhân 7. Nhân 7. Rồi. Nhân với căn 7. Ok. Rồi, 2. Nào, 1 căn tách thành 2 căn. Đây là căn 16 nhân căn 7. Trừ đi 5 nhân căn 7. Căn 7. Cộng 2 nhân căn 9 nhân căn gì? Căn 7. Mình đang luyện tách gộp căn mà. Thì cái chỗ hay nhất là tách căn này mình không viết ra thì các bạn sẽ không hiểu đâu. Còn đi thi thì thoải mái viết tắt nhá. Thoải mái viết tắt như của Kiên là ok, không vấn đề gì đâu. Được chưa? Rồi, nào, B đây sẽ bằng 2. Đây, chỗ này là mấy căn 7 nào? 4 căn gì nhỉ? 4 căn 7. Chỗ này là mấy căn 7? Sẽ bằng 2 trừ 5 căn 4 7. Căn 7. Chỗ này là mấy căn 7? 7? Cộng 6 căn 7 ạ. 6 căn 7, tốt. Chỗ này là mấy căn 7? Trừ 4 căn 7 ạ. 4 căn 7. Xong lại nhân căn 7. Rồi, B bằng hai cái này rút gọn này. Thì còn đây chỗ này còn 1 căn 7 thôi. Vâng ạ, nhân vào thì nó sẽ thành 2 căn 7. Xong lại nhân căn 7 thì bằng bao nhiêu? 17 nhỉ? Đúng không? 14 không? Được đấy. Ok, các bạn có thể chép được rồi. Một phép toán khá dài. Làm tốt lắm. Ôi, còn giơ tay gì nữa đây? Tấn Dũng còn ý kiến gì à? Long Chiêu còn ý kiến gì à? Em quên chưa ạ? Thế rồi, cho em hỏi tại sao lại có con hai nó nhảy ra ngoài căn này? Em thấy nó sai sai. Ngoài ngoặc này. Đâu nhỉ? Con nào nhỉ? Làm sai rồi. Sao lại có con hai nhảy ra ngoài ngoặc này? Con hai nó không có nhảy ra ngoài ngoặc đúng không? Tức là nó không tham gia vào cái ngoặc này đúng không? Đúng rõ ràng, em làm vòng 35 thầy. À rồi rồi, làm lại nhá. Con hai là không có ở trong ngoặc đấy. Ok, làm thật chậm nhá. B bằng đây. Dành hẳn cho B một chỗ trang trọng để làm lại nào. Bạn nào phát hiện đấy, bạn làm lại giúp cho thầy cái. Chết thật, con hai nó ở cùng với căn của 112 chứ nó không phải ở ngoài ngoặc đúng không? Thầy lại để con hai đó ở ngoài ngoặc. Thôi cho người khác cơ hội chứ Huyền. Nhá. Huyền làm thế là được rồi. Ok. Nào mời bạn Dũng nè, Tấn Dũng nè. Hello Tuấn Dũng. Bằng 8 căn 7. Làm tắt không ai, làm tắt không ai hiểu đâu nhá. Mình cứ làm chậm thôi, sai thì mình làm lại, đừng có lo. Bởi vì làm càng chậm càng hay mắc sai lầm đấy. Còn bây giờ nữa, các ông cứ tưởng các ông giỏi nào, bấm máy một phát con này xong luôn đấy, tin không? 2 nhân 4 căn 7 ạ. Đấy, giận lên phát là bấm máy một phát xong luôn, không thèm làm gì nữa luôn đấy. Nhá. Ừ, các ông thích nhanh à? Chậm nhá. 2 nhân này, căn 112 thì cứ bình tĩnh đã. 16 căn 7. Căn 16 nhân 7 ạ. Đúng rồi. Đấy, để tí nữa ta làm gì? Ta tách thành căn 16 nhân căn 7, một căn tách thành hai căn, được chưa? Ok. 5 căn 7 đang luyện tách và gộp căn mà. Cộng 2 nhân với căn. Căn của 9 căn 7, 9 nhân 7 ạ. 9 nhân 7, đúng rồi. Trừ đi 2, đang luyện tách gộp căn rồi này. 28 tách thành gì? 4 nhân 7 ạ. Rồi, ok. Sau đó bây giờ mình nhân với căn gì? Căn 7. Lúc nãy thầy mắt nổ, mắt xịt thế nào lại ném con 2 này ra ngoài ngoặc đúng không? Nó đáp số cuối nó mới bị sai đúng không? Sai là sai thì mình phải sửa thôi, chứ không thể cãi được. Mình sai thì mình sai rồi, mình phải sửa thôi. 10, căn 16. Sửa giúp cho thầy này. Chỗ này sẽ là căn 16 này, căn 16 đây sẽ là 4 này. Căn gì? Căn 7 này, trừ đi. Căn 7 chép lại này. Đây là 2 nhân mấy đây nhỉ? Căn 9. 2 nhân 3. 3, 3 nhân căn 7. Rồi, đây là 2 nhân 2 ạ. 2 nhân căn 7. Đúng rồi, sau đó nhân với căn gì? Căn 7. Rồi, ngon rồi. Cứ bình tĩnh, đây là mấy căn 7 nhỉ? 8. 7. Trừ 5 căn 7. Cộng 6 căn 7. Quá tốt. Được rồi. Sau đó lại nhân với căn 7. Nhóm căn 7 ra ngoài. Nhóm căn 7 ra ngoài ạ. Rồi. Là bên trong còn
bên trong còn 5 ạ. 5 căn bên 7. Trong... Ok, xong lại nhân với căn 7 nữa. Như vậy bằng 30 mấy nhỉ? Bình, căn 7 tất cả bình là 35 ạ. À rồi, 35. Chúc mừng. Nào, hello, xin mời Mạnh Giàu. Mạnh Giàu có ý kiến gì không? Em không. Không hả? Ok. Đấy, làm như thế này rồi mà có thể có các bạn vẫn cảm thấy nhanh và các bạn chưa kịp hiểu đấy nhá. Còn nếu mà mình mà viết vội quá là người ta không hiểu đâu. Thực ra tất cả những bài này thì khẳng định luôn, đi thi sẽ không bao giờ có thằng nào ngáo đi mức độ sai đáp số đâu. Quá trình diễn đạt mà chúng ta có bị sai, bị nhầm, bị sai bất kể một chỗ nào, lẫn bất kể một chỗ nào thì cái đáp số ở trên máy tính nó sẽ rất là khác. Nó khác với đáp số trên máy tính và điều đó có nghĩa là nó sẽ yêu cầu chúng ta là gì? Là với một thao tác bấm máy thì chúng ta thấy rằng là khi bấm máy và đáp số nó khác với đáp số mà ta vừa làm ra, có nghĩa là ta đang làm sai và ta cần phải làm lại. Ví dụ như lúc nãy đáp số ra 14 nhá. Đáp số lúc nãy ra 14 là chúng ta sẽ thấy ta sẽ sai lầm ở đâu này, nhìn này. Nhá, đây bấm nhá. Nhìn thế nào bấm thế nhá, mở ngoặc thì ta cũng mở ngoặc này. Mở ngoặc này, 2 căn 112 này, 2 căn 112 này. Tiếp ra ngoài này, trừ 5 căn 7 này. 5 căn 7 này. Tiếp ra ngoài này, cộng với 2 căn 63 này, 2 căn 63 này. Tiếp ra ngoài này, trừ đi 2 căn 28 này, 2 căn 28 này. Rồi, ra ngoài này, đóng ngoặc này, sau đó nhân với căn 7 này. Đó, ok, bật dấu bằng thôi, nó sẽ ra 35 luôn. Các em nhìn thấy không? Đấy, các em nhìn trên máy tính nó hiện luôn 35. Có nghĩa là cái đáp số 35 này này, cái đáp số là 35 này này, là con số mà chúng ta biết trước rồi. Đấy. Với bài tập này ta đã biết trước đáp số là 35 rồi. Ok, nếu như chúng ta làm ra một đáp số nào đó mà nó khác 35 nhá, khác 35 thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã làm sai và ta cần phải làm lại. Thì chuyện bình thường thôi. Ngọc Triển có vấn đề gì không? Ngọc Triển giơ tay có ý kiến gì đấy? Em không có ý kiến gì ạ. À. Thế sao lại cứ giơ tay vậy? Lúc nãy là ông Mạnh Giàu, bây giờ là ông Ngọc Triển. Không có ý kiến gì thì giơ tay làm chi? Các em mà có thắc mắc gì hoặc có câu hỏi gì thì giơ tay thoải mái nhá. Thế nhưng mà không có ý kiến gì cả, không câu hỏi gì cả mà lại giơ tay thì nghe nó rất là buồn cười ha. Đó. Đấy, tách căn và gộp căn nó chỉ có đơn giản thế thôi, nó không có cái gì cả. Nhá. Yeah. Ok. Tiếp theo là các em ghi được bài 3 là trục căn thức ở mẫu. Trục căn thức ở mẫu có nghĩa là gì? Có nghĩa là không có thêm lý thuyết gì nữa. Các ông ạ, các ông cứ làm nào mất căn ở mẫu là được. Ok, các em ghi là trục căn thức ở mẫu. Bỏ mẫu của biểu thức lấy căn. Đây, 31 này. Tháng 7 này. Năm 2021 này. Ok. Trục căn thức ở mẫu. Trục căn thức ở mẫu. Bỏ mẫu của biểu thức lấy căn. Được chưa? Trục căn thức ở mẫu. Bỏ mẫu của biểu thức lấy căn. Ok chưa? Các em ghi xong đề bài chưa? Nào, chúng ta lại lấy một cái bảng trắng này viết cho nó dễ này. Nào, ví dụ thứ nhất, yêu cầu của tôi là các ông muốn làm nào thì làm, mất căn ở mẫu là được. Ví dụ, tôi muốn là 2 chia cho căn 5. Làm thế nào để mất căn ở mẫu? Đấy, thế thôi. Nha. Thì trước hết, một giải pháp khá là thú vị dành cho các em, đó là Casio. Nha. Các em sẽ nhập đúng biểu thức này vào trong máy, máy sẽ giải quyết chúng ta những vấn đề này. Để nói với các em rằng thực tế là chúng ta chỉ gọi quan trọng là trình bày thôi, chứ đáp số có cái gì đâu. Đây, các em nhìn thấy 2 chia căn 5 trên máy tính chưa? 2 chia căn 5 nhé. Bây giờ bằng một cái. Đấy, đáp số là 2 căn 5 chia 5. Được chưa? Đáp số là 2 căn 5 chia 5. Ok. Tức là cái căn 5 nó không còn ở dưới mẫu nữa. Thì giải pháp mà tôi giải cho bài toán này như sau. Giải pháp mà tôi làm như sau. Nhá. Đây tôi gọi là bài 1 đi. Nhá. Giải pháp là tôi sẽ đem nhân chiến tử và nhân với cả dưới mẫu. Từ tôi nhân với căn 5, mẫu tôi cũng nhân với căn 5. Đấy, được chưa? Để làm gì? Để chiến tử mà 2 nhân căn 5 thì thôi cứ kệ nó đi, thì là 2 căn 5 nhá, không ảnh hưởng gì cả. Thế còn dưới mẫu này, ta thấy là căn 5 nhân với căn 5 này. Đấy, hai cái này nhân với nhau thì sẽ thành 5 thôi. Đấy, thế đó. Thế là mẫu không còn căn nữa. Đấy, thế này gọi là trục căn thức ở mẫu. Bỏ mẫu của biểu thức lấy căn. Đấy, hai cái này làm như nhau. Được chưa? Ok. Nào, bài tập 2 này. Bài tập 2, tôi có biểu thức là căn của 3 phần 7. Dưới mẫu vẫn có căn 7 này. Thế làm thế nào bây giờ? Làm nào bây giờ?
Tất nhiên máy tính giải quyết được không em ơi? Máy tính giải quyết được không? Những bài này có máy tính giải quyết ngon nhá. Máy tính giải quyết ngon. Căn này của 3/7 đúng không? 3/7 này. Đấy, em bấm vào máy đúng như những gì chúng ta đang viết đây. Cứ nhìn thấy thế nào nhập y xì vào máy như thế nhá. Bằng, đấy là căn 21/7. Có cái gì đâu mà. Được chưa? Thế máy nó giải được ngay, có cái gì đâu. Thế là được mang máy tính vào phòng thi thì những cái bài này đáp số không ngại nữa nhá. Vậy ta sẽ làm như thế nào? Ta sẽ làm như này này. Căn của 3/7 thì tôi vẫn để 3/7 này. Từ tôi nhân thêm với 7. Và mẫu tôi cũng nhân thêm với 7 luôn. Thế cơ. Rồi, bên trên tử là căn 21. Còn bên dưới mẫu là căn của 49. Căn 21 thì kệ nó đi. Vẫn là căn 21. Nhưng mà căn 49 thì không kệ được rồi. Căn 49 không kệ được rồi. Chính là bằng 7 thôi. Đấy, trên tử là căn 21. Còn dưới mẫu là bằng 7 thôi. Đấy, thấy không? Làm gì còn căn nào ở dưới mẫu nữa. Đấy, quá là đơn giản luôn nhá. Được chưa? Đấy. Đấy là hai biện pháp mà chúng ta làm rất là đơn giản. Còn biện pháp sau đây mạnh hơn một chút này, đòi hỏi kem phải thuộc hằng đẳng thức nhá. Thuộc hằng đẳng thức. Trước hết tôi sẽ ôn cho kem hằng đẳng thức này. A bình phương trừ B bình phương thì bằng gì nào? À, em nào biết đọc cho tôi nào. Đây hằng đẳng thức số 3 nhá. Hằng đẳng thức này bằng gì nhỉ? A. Ồ, không ai đọc cho tôi à? Ai đọc giúp tôi đi. A trừ B tất cả bằng. Tất A trừ B tức là bình phương mà chết. A trừ B nhân gì nhỉ? Nhân với A cộng B. À đúng A rồi, nhân B. Với A cộng B nhá. Thì khi đó này, khi đó chú ý này. Khi đó thì cái biểu thứ hai biểu thức này này. Đây, biểu thức A trừ B này với biểu thức A cộng B này. Thì hai biểu thức này gọi là hai biểu thức liên hợp nhá. Hai biểu thức này gọi là liên hợp. Và phương pháp mà chúng ta sắp sửa sử dụng sau đây có tên là phương pháp nhân với biểu thức liên hợp nhá. Phương pháp là nhân liên hợp. Đây, tôi sẽ cho bài tập luôn. Bài tập số 3 này. Bài tập số 3 là trục căn thức ở mẫu và khử mẫu của biểu thức nếu lấy căn nếu có. Chẳng hạn như biểu thức A của tôi sẽ bằng là 1 chia cho là căn 3 trừ 1. Đó, căn 3 trừ 1. Vậy thì tôi phải nhân thêm với bao nhiêu? Nhân thêm với bao nhiêu? 1 chia cho căn 3 trừ 1. Nào, nhân thêm bao nhiêu nữa? Để cho gọi là nhân liên hợp để tạo thành hằng đẳng thức số 3 nhỉ? Nào, nhân với bao nhiêu em nào biết nhỉ? À, tôi biết đúng là nhân với căn 3 cộng 1, đúng không? Thế nó sẽ thành hằng đẳng thức thôi. Ô nhưng mà thấy ơi, tự nhiên nhân với căn 3 cộng 1 thì đáp số nó sẽ bị thay đổi. Đúng rồi. Trên tử chúng ta cũng lại nhân với căn 3 cộng 1 nữa. Đấy, thế là không thay đổi gì hết nhá. Thế là đáp số không thay đổi gì hết. Tử nhân bao nhiêu mẫu cũng nhân bấy nhiêu luôn. Thế là ngon rồi. Rồi, trên tử là căn 3 cộng 1 để im nhá, để im. Thế còn dưới là căn 3 trừ 1 nhân căn 3 cộng 1 thì chính là 3 trừ 1 thôi. Rồi, và đáp số cuối cùng là căn 3 cộng 1 chia 2. Đúng không? 3 trừ 1 là bằng 2. Nghi lắm, nghi ông Long lại tính sai lắm. Rồi, mở máy tính ra tính thử xem. Sai thì còn biết đường mà tính lại nhá. Nào, bấm máy cho nào. 1 này, chia này, căn 3 này. Đấy, rồi, trừ 1 này. Đấy, ok, được chưa? Nó bằng này. Úi trời ơi, 1 cộng căn 3 trên 2. Được cái chuẩn phết nhờ. Được chưa? Đấy, tức là máy tính làm được hết, em đừng lo. Mình làm đúng hay mình làm sai là máy nó sẽ báo cho mình ngay là có cái gì đâu. Đấy, được chưa? Nào, bây giờ luyện tập tương tự nhá. Nào, bắt đầu tôi sẽ gọi các em làm đấy. Đấy, đề thi thực tế chỉ có 3 loại thôi, không có gì đâu. Nào, câu A bằng 3 căn 5 trên căn 2. Đấy, ông nào muốn làm nào làm, mất biểu thức mẫu biểu thức lấy căn thì làm nhá. Nào, mất mẫu biểu thức thì cứ mất mẫu, có căn dưới mẫu là tiêu diệt. Thế cho nên sao thầy lại ghét căn dưới mẫu thế nhỉ? Kệ tôi cứ ghét đấy. Nào, xin mời bạn 16 Quốc Dũng. Mời 16 Quốc Dũng. Em nhân thầy. Trên tử bằng 3 nhân căn 5 nhân căn 2. 3 nhân căn 5 nhân căn 2 dưới mẫu. Căn 2 nhân căn 2. Tốt, bằng trên tử 3 nhân 25. Ấy. Sai rồi. 3 nhân căn 5 nhân căn 2. Không biết gộp hai căn này thành một căn à? Gộp cái căn 5 với cái căn 2 này thành một căn. Tách gộp căn mà. Ôi giời ơi, học nó phải có cơ bản, còn đáp số thì bài này không có đâu nhá. Xin mời 12 Đặng Tấn Dũng.
Làm đến đây đúng rồi. 12 Đặng Tấn Dũng. Đây ạ. Nào, vào việc đi. Căn 2 nhân căn 2 là giá trị tuyệt đối của 2 là 2 ạ. Ông này lại đi học ở đâu mà bảo là căn 2 nhân căn 2 bằng giá trị tuyệt đối của 2 đấy? À, căn 2 nhân căn 2 là căn 2 tất cả bình. Căn 2 tất cả bình là giá trị tuyệt đối của 2. Sai. Nhá. Ai dạy ông như thế? À, căn 2 tất cả bình là 2 luôn. Đúng, bằng 2 luôn nhá. Ông đi vòng vèo thế là không được rồi. Đấy, bao nhiêu người đang giơ tay xếp hàng kìa. Học cho nghiêm chỉnh đi. Nào, tiếp tục. 3 nhân căn 5 nhân căn 2. Học cơ bản thôi, học cơ bản thôi. 8 cộng trong tầm tay. Căn 5 nhân căn 2 là căn 10. 3 căn 10 luôn. Đúng rồi, xong rồi. Nhá. Đấy, các em có thể rút máy tính ra mà kiểm tra lại. Được chưa? Ở đây xin nhắc lại cho các em nhé. Căn 5 này nhân với căn 2 này tại sao lại bằng căn 10? Thì hai cái căn này ta nhập nó vào thành một cái căn thôi. Là bằng căn của 5 nhân 2 và bằng mấy nhỉ? Bằng 10. Thế còn căn 2 mà đem nhân với căn 2 thì lập tức bằng 2 ngay. Bằng 2 ngay chứ không có trị tuyệt đối gì ở đây cả nhé. Bằng 2 ngay. Được chưa? Không có trị tuyệt đối gì ở đây cả. Ok. Nó khác với cái chuyện này, ví dụ như căn của x bình phương nhá thì nó mới bằng trị tuyệt đối của x nhá. Được chưa? Chứ còn căn 2 nhân 2 lập tức bằng 2 ngay chứ không có trị tuyệt đối nào đây cả. Tự làm khó bản thân mình quá trời này, bao nhiêu người comment chờ ở bên dưới này. Ông học nhiều lúc là học cao quá mà. Nào bài tập tiếp theo, bài tập số 2. Tính giá trị của biểu thức B bằng là căn của 11 phần 3. Đấy, làm thế nào là khử mẫu biểu thức lấy căn, chụp căn thức ở mẫu, hai câu hỏi nó như nhau. Nào, mời 22 Huy Hoàn nào. Em thấy là bằng căn 11 nhân 3 phần 3 nhân 3. Căn 11. Căn to ạ. À, căn to bự. Ok. 11 nhân 3, bên dưới là 3 nhân 3. Ok. Bên trên là căn bao nhiêu? Bên trên là căn 33. Rồi, bên dưới là bằng mấy? Bên dưới là bằng 3. Rồi, xong luôn. Chuẩn luôn. Có thể lấy máy tính rút ra mà kiểm tra nha. Quá tốt. Xong. Kèm chép đi. Nào, tiếp tục nào, biểu thức C bằng bên dưới đây là căn 3 cộng căn 2. Bên trên là 5 căn 7. Thế cho nó tợ. Nào. Ai làm được khử chụp căn thức ở mẫu? Nào, xin mời. Ai xung phong? Ai? Ai xung phong nào? Minh Thúy nào? Nấp tít tận dưới này. Minh Thúy. Dạ. Mời làm bài. Em chưa nghĩ ra. Trời ơi, Kiều Anh vào muộn nè. Kiều Anh vào muộn nào. Nào Kiều Anh. Em không thấy thầy. Hả? Em không thấy thầy. Thế là thế nào? Giống bạn Thúy. Cái tội vào muộn. Tại mạng nó cứ thế nào ấy thầy. À, cá mập là cắn đứt cáp mà. Ấy chà, Phan Việt Dũng giơ tay này. Phan Việt Dũng giơ tay này. Mời Phan Việt Dũng. Hâm mộ quá. Em ơi thầy. Vâng, mời bạn. Em ơi thầy, bằng 5 căn 7. Bằng 5 căn 7. Nhân căn 3 trừ 2 căn 2. À, nhân căn 3 trừ căn 2. Tuyệt vời. Nào, ông nào chê đi. Chia căn 3 cộng căn 2. Tuyệt vời. Nhân. Nhân căn 3 trừ căn 2. Ôi trời ơi, yếu quá cơ. Nào, tiến bộ kinh khủng chưa? Tiếp tục. Bằng 5 căn 21. 5 căn 21. Trừ 5 căn 14. Căn 14. 1. Chia mấy? Chia 1.
À, chia 3 trừ 2 đi, câu thêm một dòng nữa đi nhá. Như vậy bằng 5 nhân với căn 21 trừ đi căn 14. Hết bài. Chúc mừng. Bạn làm quá tốt. Các em có thể chép. Đấy, có 3 bài tủ như thế đấy, các em cứ thế mà làm đi làm lại, diễn đi diễn lại mãi 3 bài tủ này thôi. Thế là hết luôn cả cái bài mà trục căn thức ở mẫu này, khử mẫu của biểu thức lấy căn này. Các ông học rõ nhiều công thức vào chết hết, đi hết mệt thì làm cái gì đâu mà. Nhá. Rồi bây giờ luyện tập nhá. Xóa này. Ông nào chép chưa kịp kệ này. Nhá, chép chưa kịp về mà xem lại mà chép nhá. Đấy, bảo chờ đợi lâu lắm. Mệt lắm. Không chờ đợi. Được chưa? Nào. Bài tập đây. Trời ơi nào. Bắt đầu. Cuộc này thì mời mọi người xung phong tuyệt ga. Ai xung không xung phong là mất quyền lợi. Nhá, ai không xung phong là mất quyền lợi. Được chưa? Không xung phong là mất quyền lợi này. Con 1. Nào ai xung phong? Con 1 đây. Không xung phong là mất quyền lợi. Ai? Ai giơ tay? Úi giời ơi, nhanh tay nào. Đấy, vẫn lại mấy cái người cũ này. Mời Huy Hoàn trước nào. Em thấy là bằng căn lớn ạ. Căn lớn. 1 nhân 5 phân 5 nhân 5. Rồi, ngon quá rồi. Bằng? Là bằng 5. Căn 5. Căn 5. Bằng phân 5. Rồi, chúc mừng em. Có thể cách làm của em ai đó không thích, nhưng điều đó là không quan trọng. Nhá. Mỗi người đều có lối đi riêng. Các em cảm nhận về việc là trục căn thức ở mẫu và khử mẫu của biểu thức lấy căn như thế nào. Cứ là làm sao phải làm mất cái căn ở mẫu thì là được. Nhá. Tức là cái biểu thức ở dưới mẫu không có tí căn nào, thế là được. Ok. Đây là căn 5 trên 5. Và bài toán đã kết thúc. Ok, các em chép đi. Bạn Huy Hoàn làm đúng rồi đấy. Nếu các em vẫn chưa cảm thấy hài lòng và cảm thấy nghi ngờ về đáp số này, không phải là nghi ngờ thầy hay là nghi ngờ ai gì cả, mà bản thân chúng ta trong phòng thi lúc nào cũng phải tự nghi ngờ chính mình. Bởi vì con người chứ đâu phải máy móc, máy còn có lúc lỗi nữa là người. Thế cho nên chúng ta kiểm tra lại một lần là không phải vì máy nó chuẩn hơn đầu, mà bởi vì là có kiểm tra lại cho nó chắc ăn. Đi thi mà là chúng ta phải lấy chắc làm chị nhé. Là cứ để thầy bấm nốt cái con 1 này đã. Bởi vì là có những người là làm xong toán không biết mình đúng hay sai. Đấy, tức là run. À, hoặc là nhìn thấy thầy hoặc nhìn thấy bạn làm sai một lần. Ôi trời ơi, tưởng thế nào? Làm người ta nhụt hết cả trí ra. Người ta xung phong lên bảng vừa mới sai một tí là tưởng thế nào? Người ta sai, người ta sửa, người ta sửa xong, xong người ta mới về chỗ nhá. Cô giáo vẫn cho 10 bình thường nhá. Còn nếu mà sai mà để vậy như thế mà nộp bài nhá, thì là không điểm đấy. Nhưng mà sai mà sửa xong nộp 10 điểm bình thường nhá. Các ông đừng làm cho người ta cảm thấy nhụt chí. Rồi, sợ nhất lúc thi sai thôi. Nào, căn 1/5, đấy, đây, thấy chưa? Căn 5 trên 5, nhìn thấy không? Căn 5 trên 5 nhá. À, nhìn thấy không? Đây, căn 5 trên 5 đây. Nhìn thấy chưa? Đấy, có cái gì đâu. Ok chưa? Đấy, máy tính nó thế thôi, có gì mà máy tính bấm phát được ngay. Rồi, con 2 hả? Nào, đến con 2 nhá. Thầy kéo nó sang đây nhìn. Đây là mày 2 đấy. Dũng là mày 2, mày Dũng làm luôn nào. Để mời Việt Dũng làm trước. Việt Dũng giơ tay lâu lắm rồi. Ưu tiên. Các ông muốn làm thì phải giơ tay nhanh nhanh vào nhá. Nào, mời Việt Dũng. Em thầy bằng căn 3 nhân căn 12. Hả? Căn 3 nhân căn 12. Căn 3 nhân căn 12 ở đâu đấy? Ôi, thì xin mời bạn Dũng chi lai nào. Em thầy bằng 6 nhân căn 3. 6 nhân căn 3 chia căn 3 nhân căn 3. Căn 3 nhân căn 3, tuyệt vời. Bằng? Bằng 6. 6 nhân căn 3. Căn 3 chia 3. Chia 3, chưa xong đâu. 6 chia 3 để này người ta cười cho. 2 nhân căn 3. Rồi, bằng 2 nhân căn 3, hết luôn. Mẫu bằng 1 là hết mẫu luôn. Quá đẹp luôn chứ không phải đẹp vừa nữa. Nhá. Đáp số bằng 2 nhân căn 3. Thôi thầy không bấm máy nữa đâu. Em nào mà muốn thử lại thì cứ việc lấy máy ra mà thử nhá. Cứ lấy máy ra mà thử. Các em khi bấm máy thử, có khi thầy lại khó tính. Các em không tin thầy à?
Không phải là em không tin thầy, mà em cứ muốn thử lại cho nó chắc. Không, không phải vấn đề là các em không tin thầy hay thế nọ thế kia. Các em cứ bấm máy thử lại cho chắc nhá. Nghe lời thầy đi, chừng chắc là chị, chừng nhị lúc nào cũng chỉ là em thôi. Đi thi mà không chắc chắn đi thi làm gì. Nhá. Thi là để đỗ. Ok chưa? Còn đỗ cao hay đỗ thấp thì mình không nói trước được. Nói trước bước hôm qua. Nhưng mà mình nói là thi là phải để đỗ. Đi thi ai muốn trượt đâu. Học thế cho nó tự tin nhá. Nào, bài 2 thấy xong chưa? Bài 3 ai xung phong thì xung phong đi. Nhá. Nào, có ai xung phong bài 3 thì xung phong đi. Nhanh còn kịp. Nhá. Không nhanh thì đến Tết mới lại được xung phong. Mời Gia Bảo nào, số 5 Gia Bảo. Thầy là 4 nhân căn 6. Phải kéo nó sang đây căn... nhá. Nào. Đọc cứ bình tĩnh mà đọc nào, không phải vội. Bằng 4 nhân căn 6. 4 nhân căn 6 chia cho 3 nhân căn 6 nhân căn 6. Chỉ là cái em làm đúng thôi. Chuẩn rồi. Bằng 4 trên 4 nhân căn 6 chia trên 18. Chia 18 luôn, kinh phết nhỉ. 4 với 18 bằng, không thể thế được, phải rút gọn đi. Bằng 2 nhân căn 6 trên 9. Rồi, quá ngon luôn, 2 nhân căn 6 chia 9. Mà ông bảo đấy làm tôi nghi lắm nhá. Tôi phải rút máy tính cho tôi kiểm tra lại xem ông này làm ăn như nào nhá. Được không? Nào, 4 này, chia cho này, 3 này, căn này, 6 này. Đấy, các ông kiểm tra lại hộ cái. 2 nhân căn 6 chia 9. Úi dồi ôi, thế mà thằng Bảo vẫn làm đúng à? Này, đây nhá, 2 nhân căn 6 chia 9 là kết quả trên máy tính nhá. 2 nhân căn 6 chia 9 là kết quả của thằng Bảo làm nhá. Thế các em nhìn thấy chưa? Bảo làm đúng hay sai em ơi? Bảo làm đúng hay sai nhỉ? Hả? À? Sai làm sao được nữa đúng không? Kết quả thì nay rồi lại còn bảo sai nữa. Đấy, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cái một mũi tên chỉ về đáp số của Bảo, một mũi tên chỉ về đáp số trên máy tính chưa? Thấy chưa? Đấy. Làm xong cái có máy tính nó tự tin hẳn luôn. Nhá. Tự tin hẳn ngay. Ok chưa? Thôi lại cất máy tính đi. Giúp ông khoe có cái máy xịn khoe suốt. Đùa thôi, máy này có gì đâu mà xịn. Máy 580 được mang phòng thi mà. Được phép mang phòng thi mà. Nào, bài 4. Bài 4 giơ tay nhanh này, không mất lượt này. Đến lúc mà thầy gọi rồi lại bảo là thầy toàn gọi bạn đấy thôi. Nào, giơ tay nhanh kiểu mất lượt nào. Mấy cái người giỏi giỏi cũng cứ giơ tay đi, nếu không là mất lượt thật đấy. Cái gì đấy, comment à, máy 570 vẫn làm được mà em, có gì đâu mà thật nữa. Huy Hoàn làm cái gì mà căng thế. 570 vẫn làm được nhưng không ngon bằng. Vẫn làm được nhá. Thì đã thực tức thật đấy, đã thế bắt đầu là đi gọi 51 Tuấn Tú nào. 51 Tuấn Tú nào, số 51 Tuấn Tú nào. Mời em thầy ra đòn nào. Vào việc ba nhân với căn số trên căn 6 nhân căn 6. Đấy, làm tốt thế sao không giơ tay? Kết quả bằng căn 6 trên 2. Căn 3 căn 6 trên 2. Không được vội. Căn 6 trên 6. Em nhớ. Nhanh nhưng mà mình không vội. Đáp số 3. Căn 6 trên 2 ạ. Chúc mừng em. Đấy. Mình nhanh nhưng mình không được vội nhá. Ok, ẩu là chết đấy. Vâng. Ẩu đến lúc là mình chả biết mình sai từ đâu đâu. Sửa mãi chả sửa được, chết rồi. Sửa được cái tính ẩu này lâu lắm. Mình làm chậm một tí còn được. Đấy, như Long Chiêu nó chậm chậm một tí nhưng mà nó luyện nó nhanh dần, nhanh thì phải từ từ thôi, nhanh từng bước thôi. Số 16 giơ tay gì em? Em là câu 7 thôi. À, mắt nào tiền nhanh thế, tiền đến tận câu 7 rồi. Ừ thì cho làm câu 7 luôn, sợ cái gì? Nào, làm câu 7 nào. Em đưa thầy là 6. Tiền nhanh thế, tiền đến tận câu 7 ghê thật đấy. Vâng. 6 nhân căn 7, 6 nhân mở ngoặc căn 7 cộng căn 5. Chia. Yeah. Phần mở ngoặc căn 7. Mở ngoặc căn 7 trừ căn 5. Đóng ngoặc nhân
căn 7 cộng căn 5. Rồi, ok. Gọi là nhân liên hợp. Chiến tử để vậy đi. Bằng giấy mẫu. 6 nhân căn 7 cộng 5. Giấy mẫu bằng 7. Em thầy, giấy mẫu. Đợi em tí thôi. Ờ, giấy mẫu nó là hàng đẳng thức số 2, là hàng đẳng thức số 3. 7 trừ... Mất cơ bản quá. Này, lớp 8 phải ôn lại nhiều hơn. Rồi, 7 trừ 5. Đáp số cuối. 7 trừ 5 là bằng 2, 6 chia 2. Đáp số cuối cùng. Đúng đâu? Trời ơi, thôi để tôi làm cho. Đã còn 3 nhân với căn 7 cộng căn 5. Đó, nhìn ra chưa? Các em có thể chép. Bởi vì 7 chứ 5 là còn 2 thôi. 6 chia 2 sẽ bằng 3. Đấy. Em có thể dùng máy tính mà kiểm chứng lại đáp số nhé. Ok. Tức là mình dùng máy tính để mình tự soi lại cái bài giải của mình, bài giải của thầy và các bạn. Nhé. Chưa thi học kỳ 2 lớp 8. Ok. Cái hàng đẳng thức này học từ đầu lớp 8, cuối lớp 7. A trừ B nhân A cộng B kết hợp với cái căn mà thầy trò mình học lớp 9 này nữa là ngon. Hy vọng là mình học hết cái chương 1, học hết câu 1 trong đề thi, học hết câu 1 trong đề thi của Sở Hà Nội thì cũng mong là hết dịch nha. Học hết câu 1 trong đề thi thì hết dịch là vừa. Được chưa? Đấy, vấn đề chụp căn thức ở mẫu như thế thôi. Nó chả có gì là ghê gớm cả. Tất cả các bài là đều tương tự nhau hết. À, làm mấy bài có ích thì nhìn như nó kinh dị nhỉ. Nào. À, ví dụ như là bài 13, ai xung phong bài 13? Bài 13. Đây, lấy riêng bài 13 ra, ai xung phong bài 13. Không bấm máy được nữa rồi. Nha. Đây. Nào, ai sẽ xung phong làm bài này? Chụp căn thức ở mẫu, khử mẫu của biểu thức lấy căn. Yên tâm, 14 ngày nữa chưa hết đâu Dung ơi. Còn phần giãn cách xã hội dài dài. Bao giờ nó phải không còn F0 trong cộng đồng thì mới thả. Nhá. 14 ngày nữa thì ăn thua gì, còn dài lắm. Nào Dung làm luôn bài này đi. Dung. 11 Dung. Em được thầy là bằng 2x nhân với căn x cộng 1. Không đặt điều kiện xác định à? À, điều kiện xác định là x. Mình là học sinh giỏi mà em, đúng không? Học sinh giỏi, à. Các bạn học kém thì cứ cho các bạn làm luôn đi. Mình phải thông cảm nhá. Chứ bây giờ là cứ phải có một mẫu cho tất cả mọi người thì không được đâu. Người ta học kém thì cốt người ta hiểu mình đang làm gì đã là mừng lắm rồi. Này còn bắt người ta điều kiện xác định nữa thì lại quá sức. Mình học giỏi mà, mình học giỏi mình phải đặt điều kiện xác định đấy chứ. Điều kiện xác định là x lớn hơn hoặc bằng 0 và căn x trừ 1 x lớn hơn là bằng 0 này, căn x trừ 1 phải khác 0 này, tương đương x lớn hơn bằng 0 và x khác 1. Chúc mừng em. Và với điều kiện đó ta biến đổi biểu thức này bằng 2x nhân căn x cộng 1 trên căn x trừ 1 nhân căn x cộng 1. Đúng rồi. Bằng 2 nhân 2x nhân căn x cộng 1 trên x trừ 1. Tốt rồi, hết bài. Đấy là lý do vì sao x phải khác 1 nhé. Vì nếu x bằng 1 thì 1 trừ 1 bằng 0. Phân số mà có mẫu bằng 0 thì toang. Đúng không? Đấy, lời giải hoàn chỉnh. Được chưa? Xong xong, xong rồi đấy. Các bạn hãy chép, mời các bạn chép bài. Thực ra này, một bài lượng kiến thức của nó có thể nhiều có thể ít do cách mình điều tiết thôi. Nghĩa là đối với từng loại thí sinh và đối với từng loại câu hỏi thì chúng ta cần đưa ra đặt yêu cầu cho chính bản thân mình. Ví dụ như bạn Dung sẽ khắt khe với bản thân, bạn cho rằng là phải trình bày chuẩn từng câu từng chữ từ điều kiện xác định cho đến kết luận.
Đấy. Thế nhưng mà bạn Kiên kém hơn bạn Dung một chút thì bảo thôi thì mình thỉnh thoảng mình sai dấu chấm, mình sai dấu trừ, chấp nhận là thôi thì gọi chị Dung thôi, mình thua nó một tí được. Mình rõ ràng Kiên đang thua Dung, còn Trang thì lại đang thua Kiên, kiểu như thế. So sánh thì rất là khó, nhưng mà vẫn phải có phép so sánh. Phép so sánh luôn luôn tồn tại để biết mình đang đứng ở đâu. Chỉ cần Dung với Kiên chỉ cần đạt được vào trong danh sách thi học sinh giỏi tỉnh thôi, có ngay 200.000 một đứa. Chỉ cần vào danh sách thi tỉnh thôi là có tiền. Ok, hình như là vào danh sách mới được 100 thôi nhỉ. Thế còn được 5 điểm, được 5 điểm trên 10 điểm, tức là được 50% số điểm thôi là được có luôn 200 đúng không? Còn có giải chắc phải 500 mất nhỉ? Dung nhờ? Dung? Dạ. Làm cái giải nhì tỉnh cái nhỉ? Ôi thầy. Xóa nhá, rồi. Làm cái giải nhì tỉnh. Bài 14 tương tự bài 13, bài 15 thì có cả x cả y đi, nhìn cho nó ghê. Ghê phết nhỉ, cả x cả y này. Ghê chưa? Bài 15 có cả x cả y này, nốt bài 15 này là nghỉ nhá. Thầy sẽ gửi bài và trên cả Zalo và cả Facebook nhá. Mà chủ yếu thầy sẽ gửi trên Facebook đấy. Bảo các mẹ nhá, thầy sẽ gửi bài trên Facebook đấy, các em lớn rồi, các em vào Facebook mà tìm nhá. Thời đại này dùng Zalo thật sự là các mẹ có tuổi mới dùng Zalo thôi. Trẻ người ta dùng Facebook là chủ yếu. Ai rồi, mời Long Chiêu giơ tay rồi. Rồi, ngon rồi, mời Long Chiêu. Nào. Em với thầy là điều kiện xác định x lớn hơn 0. Vậy nào, đặt sai điều kiện rồi. Điều kiện xác định như nào nhỉ? Hay là mình bỏ qua điều kiện xác định đi, mình giải toán luôn đi. Sau này mình sẽ có ngày phục thù điều kiện xác định sau được không? Nhất trí thế không? Nha. Rồi, làm luôn đi, không điều kiện xác định nữa. Mời Long Chiêu. X cộng 2y nhân với căn x trừ căn x cộng căn y. Rồi, ok rồi đấy. Dưới mẫu là căn x trừ căn y nhân căn x cộng căn y. Đúng rồi. Bằng x cộng 2y nhân căn x cộng căn y trên x trừ y. Hết rồi. Được chưa? Xong rồi đấy. Đấy, các em có thể chép. Có những em nào mà yêu thích điều kiện thì thứ nhất này, vì có điều kiện x cho nên căn x cho nên x phải lớn hơn bằng 0. Vì có điều kiện căn y cho nên y cũng phải lớn hơn bằng 0. Tiếp theo lại có mẫu đấy nữa, thế cho nên căn x trừ căn y phải khác 0. Đấy, ba điều kiện. Với ba điều kiện này thì bên trên là x lớn hơn bằng 0, y lớn hơn bằng 0 và x phải khác y. Thế thôi nhá. Ok chưa? Đấy, điều kiện là như thế đấy. Rồi, bây giờ thầy sẽ điểm danh nhá, điểm danh để xem ai đi ai không này. Các bạn nếu như thầy có ai đi thì bảo giúp thầy luôn nhá, giúp thầy luôn nè. Bảo Anh đâu? Bảo Anh. Dạ em đây. Quân X đâu? Em đây. Quân X đấy, Quân X buổi trước nghỉ đúng không? Đúng không? Không ạ. Không phải buổi trước nghỉ à? Vâng, buổi trước em đi học rồi. Rồi Hà Vi đây rồi, ok. Kiều Anh đây rồi, đi muộn. Trịnh Thái Bảo hôm nay nghỉ đúng không? Đồng ý không? Đồng ý Trịnh Thái Bảo này nghỉ không? Gia Bảo này, Long Chiêu đây rồi này, Trinh vào muộn này, Huy Cường đây rồi này, Bá Đạt đây rồi này. Định hôm nay nghỉ đúng không em ơi? Đúng rồi em ơi. Thùy Dung này, Tấn Dũng này, Chu Văn Dũng này, Công Dũng này. Công Dũng hôm nay nghỉ phải không em ơi? Alo các bạn, có phải Công Dũng hôm nay nghỉ không? Sao không ai nói gì giúp tôi thế? Việt Dũng này, Quốc Dũng này, Dương Duy ok này, Mạnh Giàu này, Thu Hà hôm nay học chung này. Thu Hà buổi trước nghỉ đúng không? Bạn Thu Hà, đúng buổi trước nghỉ không? Vâng ạ. Làm gì mà nghỉ, nghỉ liên tục không đỡ được đâu. Hoàn này, Hưng này.
Cao Huy Sơn Tây hôm nay không đi đúng không? Khánh Huyền này, Kiên này, Kiên này, Diệu Linh không này. Hà Phương Linh Thái Hòa, Hà Phương Linh Thái Hòa hôm nay không học à? Lộc này, Lực này, Mai lại không đi rồi, Kim Mai Đồng Thái lại không đi rồi đúng không? Các bạn này đăng ký cho vui hay sao nhỉ? Phùng Khắc Nam hôm nay nghỉ à? Alo, Phùng Khắc Nam có không? Bích Ngọc đây rồi. Anh Như lại nghỉ rồi phải không? Trang, anh Như đâu? Chết chết chết. Phương này, Quý hôm nay lại nghỉ này. Ờ thì nữa đâu phải à? Quý đâu? Đâu à? Đây à? Quý buổi trước nghỉ à? Vâng. Đấy, chết chưa? Phùng Nam Sơn này, Nam Sơn nay có đi không nhỉ? Có. Rồi, ok. Minh Thúy này. Hồng Thủy hôm nay vào chưa đấy? Hồng Thủy xuyên vào muộn nhưng vào chưa? Chết chết chết. Tiến đây rồi này. Huyền Trang Tản Đà này rồi này. Trương Thu Trang đây rồi này. Huyền Trang Tây Đằng hôm nay lại nghỉ à? Đúng không em? Triển có đây rồi này. Trường đây rồi. Ơ, Nguyễn Mạnh Trường đâu rồi? Hello Nguyễn Mạnh Trường. Alo. Nguyễn Mạnh Trường đâu rồi? Ơ, sao lại chạy đâu rồi? Tuấn Tú này. Rồi xong rồi. Ok. Rồi các em có thể nghỉ nhá. Bây giờ thầy sẽ gửi bài tập vào trong nhóm Facebook và thầy sẽ nhắn tin vào trong nhóm chat cho các em. Theo thầy. Rồi ok. Chào thầy. Rồi xin chào.